Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em trên audio trên miền Tổ quốc. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và lái xe kênh giúp phát triển. Hôm nay là ngày 24 tháng 9, em xin hãy giới thiệu tiếp đến các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Sully. Mẫu model của nó là CDP227ESD. Chiếc đầu này thì được sản xuất năm 1987 với giá xưởng của nó là 19.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 14 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Ở chiếc đầu này thì sở hữu size ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó 11 cm và chiều sâu của nó 35 cm. Nó nặng là 6,3 kg. Mặt phanh nhôm được sơn màu đen, thiết kế nhìn rất là đẹp mắt. Mắt đọc thì dùng mắt đọc 151, rất dễ thay thế và không kén đĩa, đọc rất ổn định, nhận bài nhanh. Chip giải mã của chiếc đồ này thì dùng chip giải mã TRA-1541 của Philips, một con chip rất là danh tiếng, cho ra chất âm rất mộc mạc và chi tiết. Thì chiếc đầu này đã được bác khách ở thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa đã chuyển đủ tiền đặt mua với giá là 2,8 triệu đồng. Hôm nay thì em vệ sinh xong làm video test trước khi gửi đi cho bác chủ được biết, cũng như em nào mà chưa biết sản phẩm này cũng được tham khảo và chiếm ngưỡng. Model 227SD là một model tại thời điểm này cũng rất là ít có ở trên thị trường, bởi vì gần như là không còn nữa rồi. Đấy. Nhiều shop khác là bán giá rất là cao nhé, không phải là cái giá 2,8 triệu đâu ạ. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để cho bác được chiêm ngưỡng hình của chiếc đầu này. Cái phim bấm này thì nó hơi bị chảy một chút này, hơi chảy chút đây. Đấy. Còn lại thì cơ bản rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Về phần cạnh trên, cạnh trên thì đây nó có cấn nhẹ một chút thôi. Đấy, và đây có một cái vết này. Đây nữa. Đấy. Hàng bãi thì không thể tránh khỏi rồi. Nhưng cái này là đẹp rồi đấy ạ. Đấy. Phần nắp lưng của em nó cũng rất là đẹp. Đấy, nắp lưng. Đấy. Đây có những cái vết xước. Đấy, có những vết xước không đáng kể. Đấy. Bên đây thì có chảy sơn một chút đây. Đây nữa. Đấy. Bên này. Thì bên này thì cũng có bị xước sơn. Đây, xước sơn. Em để nguyên cái phần sơn zin này có xước này. Phía sau đây thì có chỉ sơn này. Ở đây là model CDP227ESD, điện 100V, công suất có 14,5W. Serie máy của nó 241034, được sản xuất tại Nhật Bản. Chiếc đầu này thì có đầy đủ ngõ ra. Hai đường A đốc ra chân được mạ vàng này. Một đường cổng cô xoan ra và một đường cổng quang ra. Các bác gạt nút bên đây thì dùng đường A lốc, các bác gạt đây dùng đi tổ. Các bác lưu ý giúp em nhé. Đây, màu đỏ động bình thường. Đấy. Khi dùng A-lốc thì gạt sang bên đây. Đấy. Bác không để ý sẽ không ra tiếng đâu ạ. Đây là phần nội thất bên trong của chiếc này. Nội thất bên trong của chiếc này thì còn rất là mới. Máy móc zin nguyên bản, mắt đọc cũng zin theo máy luôn. Và đây là con chip giải mã TRA-1541 của Philips đấy ạ. Đấy. Tụ lọc thì tụ lọc Durex của Eola và Lichico 3300 mi, tụ đỏ là tụ cao cấp đấy ạ. Đấy. Này tụ này Lichico 2200 mi và tụ này 4700 mi, tụ này là 6800 mi của Lichico. Đấy. Thì nó đây hai con tụ rồi nữa này. Này. Mới con ốc này còn sáng bóng luôn. Đấy. Cái phần lắp chụp khe đĩa này thì hầu như con nào cũng có cái lấm chấm này, chứ không phải là do bị gì sét hay sao không nhé. Đấy, con nào hầu như cũng bị kiểu này. Đấy, không biết chắc sơn người ta sơn kiểu gì. Đấy. Rất là mới ạ. Nguồn là nguồn Bando này. Rồi,
Và sau đây em cũng xin test cái phần văn đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đồng này để cho các bác được thưởng thức. Và bên em thì còn nhiều đầu CD trong phân khúc từ 800.000 đồng cho đến vài triệu đồng. Bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em với số máy là 0907 23269, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Bác em test một cái CD sao chép để bác được thưởng thức. Đầu thì không kén đĩa, đĩa lòng xanh và đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng. Đĩa lòng này thì có tên tuổi rồi. Buổi sao chép. Nhận đĩa ngay. Các bác đeo tai phone vào để cùng em thưởng thức. Sẽ đưa em sang
trong. Có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em xa nhau rồi. Thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chắp cánh, xót đau người tình si. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu, lần cuối cùng. Ngày em thắp sao trời, chờ trăng gió lên khơi, mà mưa bão tơi bời. Một ngày mưa bão không rơi, trên đôi vai thanh xuân ướp hôn nồng bên gối đám say. Ánh sao trời theo gió rụng rơi cùng gió bao nhiêu ngày hoang, cùng đêm bao nhiêu mộng tan. Dù người yêu dấu trong vùng trời đêm, vừa hoa nở tươi môi, tình nhân đã xa xôi. Đời ngăn cách nhau hoài, một lần thôi đã không thôi. Yêu nhau trong lo âu, biết bao lần ta thiết nhớ mong. Lá hoa rừng màu xóa đường quay về, làm ánh sao đêm lẻ loi, màu tối gương bên đèn soi. Ân tình sâu vẫn trong đời thủy chung, đời mãi 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 cách xa, dòng nước mắt nóng tiến đưa, xin cho lần cuối tình ấy đắm đuối thiết tha. Trong đời màn đêm mơ khuya sâu, mộng đâu xin dài lâu. Một vì sao lạ rơi, nghe hồn tê tái trên dòng hương khói bay. Ai ân ơi đừng phụ lòng ta, nhớ thương sâu xin gửi người xa. Khóc nhau trong cuộc đời, giấc mơ xưa khăn phai.
phủ vành số, có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau, chết bên nhau thật là em xin phép được dừng video ở đây. Thì chỗ này em đã bán 2,8 triệu đồng rồi. Bên em thì còn nhiều đầu CD khác trong một khúc từ 800 ngàn đồng cho đến vài triệu đồng. Bác nào mà có nhu cầu hãy để tiếp em với số máy là 0907 223269 ở một thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn bác đã theo dõi video của em. Em xin chào. Hẹn gặp lại video sau ạ.